Xung đột Đông Âu ngày càng bành trướng quy mô, Nga dọa cắt đứt tuyến đường hậu cần huyết mạch qua Ba Lan nếu Ukraine sử dụng vũ khí thay đổi cuộc chơi. Động thái trên đẩy Ukraine đối mặt với thảm cảnh, nguyên nhân là Ba Lan đang đường Hoa Kỳ biến thành khu bảo tồn chống Nga. Trên chiến trường, Lugansk nổ lớn, tên lửa Grom của Ukraine bị đưa vào diện tình nghi. Sốc với chế độ thảm sát tàn bạo của Kiev, chỉ huy Ukraine giết hại dã man binh sĩ chính nước mình. Không thể làm gì khác, Đức tính kế lôi kéo đồng minh, kêu gọi các nước từ chối cung cấp quân sự cho Nga. Đáng buồn là, phương Tây phụ thuộc Nga trầm trọng, Mỹ trả gần 1 tỷ đô la Mỹ cho Moscow để mua loại hàng hóa đặc biệt. Trước thực tế này, Áo cho rằng tất cả các nước tham gia lệnh trừng phạt chống Nga của EU là phi thực tế. Đáng chú ý, Nga đưa thẩm phán ICC phát lệnh bắt ông Putin vào danh sách truy nã. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự quốc tế của TB Trends nâng tầm kiến thức. Vừa rồi là điểm những tin chính, còn trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục cung cấp cho quý vị loạt diễn biến chiến sự tại Ukraine. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, mở đầu bản tin như thường lệ là những leo thang căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột thế kỷ. Sau động thái cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine của Anh, Nga đã đưa ra lời cảnh báo rằng Moscow sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu Kiev sử dụng vũ khí này tấn công lãnh thổ Nga. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 12 tháng 5, ông Mikhail Sheremet, thành viên của Duma Quốc gia Hạ viện Nga, đã cảnh báo rằng Moscow sẽ đưa ra những động thái đáp trả mạnh mẽ nếu Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Theo Sheremet, nếu Ukraine đưa vũ khí thay đổi cuộc chơi Storm Shadow vào cuộc, điều này sẽ kích hoạt những màn đáp trả bằng tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga nhằm vào vùng biên giới phía Tây Ukraine. Những vụ tập kích như vậy sẽ ngăn chặn dòng vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev. Đó sẽ là lúc để chúng ta cắt đứt toàn bộ tuyến đường vận chuyển vũ khí có độ sát thương lớn cho Ukraine thông qua ngã Ba Lan, ông Sheremet nói với hãng thông tấn RIA Novosti. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng chỉ trích Anh về bước đi không thân thiện khi cung cấp tên lửa cho Ukraine. Anh đã vượt qua lằn ranh đỏ và đưa xung đột lên một tầm cao mới. Nước Nga có quyền tiến hành mọi biện pháp cần thiết để loại bỏ mối nguy hiểm phát sinh từ tên lửa hành trình Anh, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Nếu Nga cắt đứt toàn bộ tuyến đường vận chuyển vũ khí thông qua Ba Lan, đó sẽ là gáo nước lạnh kinh hoàng dội thẳng đầu ông Zelensky cùng giới chức phương Tây. Bởi theo như chia sẻ của nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Bastrykin đối với Sputnik, quân đội Ba Lan nhiều khả năng sẽ được triển khai ở Tây Ukraine và trở thành một khu bảo tồn chống Nga. Theo ông Alexander Perendiev, nhà khoa học chính trị quân sự, phó giáo sư tại khoa phân tích chính trị và quá trình tâm lý xã hội thuộc PUR mang tên Blekhanov, số lượng vũ khí hiện tại mà Ba Lan nhận được từ Hoa Kỳ rõ ràng vượt quá nhu cầu quốc phòng của đất nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak thông báo xe tăng Abrams và hệ thống tên lửa HIMARS sẽ đến nước này vào tháng 5. Ngoài ra, theo Błaszczak, trong tháng này, các tổ hợp HIMARS đầu tiên được đặt hàng từ Hoa Kỳ trong năm 2019 sẽ được chuyển đến Ba Lan. Các cuộc đàm phán đang diễn ra để mua thêm 500 hệ thống như vậy, người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho biết thêm. Ông Brandiev tin rằng có thể Hoa Kỳ có kế hoạch lôi kéo Ba Lan vào cuộc chiến ở Ukraine. Toàn bộ nguồn cung cho lực lượng vũ trang Ukraine đi qua Ba Lan, thiết bị hạng nặng và các loại vũ khí khác được gửi qua đó. Tất cả chúng đều được lưu trữ ở Ba Lan. Ba Lan hiện giống như một khu bảo tồn chống Nga. Bây giờ, vai trò này được nắm giữ bởi Ukraine, nước đang chiến đấu chống lại Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Và khi Ukraine cạn kiệt, Hoa Kỳ sẽ sử dụng người Ba Lan để mặt trận không bị vỡ vụn, quân đội Ba Lan sẽ đứng đó. Khả năng nếu cần thiết, quân đội Ba Lan sẽ được triển khai ở Tây Ukraine là rất cao. Chuyên gia đưa ra lời phân tích chắc chắn. Washington đang biến Ba Lan thành lực lượng quân sự chính ở Đông Âu, ông nói. Về bản chất, Hoa Kỳ đang nuôi dưỡng Ba Lan thành chiến binh của Đông Âu và trao cho nó toàn quyền hành động, ông kết luận. Trong khi đó, chiến trường tiếp tục sục sôi bởi nhiều đòn oanh kích như vũ bão của hỏa lực hai bên. Những tiếng nổ lớn rung chuyển khu vực đã được nghe thấy ở thành phố Lugansk thuộc miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát và đóng vai trò là một trung tâm hậu cần quan trọng của chiến dịch quân sự đặc biệt. Các quan chức địa phương cho biết điều này. Ông Leonid Batsanov, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cáo buộc Ukraine gây ra vụ tấn công, gọi đây là một nỗ lực nữa của Kiev nhằm đe dọa thường dân. đội cứu hỏa và các lực lượng khẩn cấp khác đang làm việc ở hiện trường. Tình hình vụ việc và thông tin về các nạn nhân đang được xác định. Vị quan chức này nói thêm, quận Leninsky của thành phố bị pháo kích đúng ngày Cộng hòa, một ngày lễ ở khu vực ly khai. Theo Ủy ban điều phối Lugansk, hai tên lửa rơi vào khu công nghiệp của thành phố. Cơ quan này cho rằng vụ tấn công do hệ thống tên lửa Grom của Ukraine sản xuất gây ra. Grom là tên lửa đạn đạo đủ tầm xa để tấn công Lugansk và trước đây từng được sử dụng trong xung đột. Lugansk hiếm khi bị lực lượng Ukraine tấn công kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vì nó nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống tên lửa và pháo tầm xa mà Ukraine đang có, như HIMARS. Hãng tin TASS dẫn lời một cựu quan chức Lugansk nhận định, đây là lần đầu tiên các lực lượng vũ trang Ukraine dùng tên lửa có tầm bắn 150 km sau ít nhất 2 vụ nổ ở thành phố này hôm 12 tháng 5. Hé lộ chế độ tàn sát kinh hoàng của chính quyền Kiev. Các chỉ huy Ukraine đã giết hại dã man một binh sĩ thuộc lữ đoàn 32 của chính lực lượng vũ trang nước này. Theo đó, tiểu đoàn cơ giới số 3 thuộc lữ đoàn đã ghi lại một tin nhắn video đăng trên kênh Telegram, phóng viên quân sự mùa xuân Nga và nộp đơn kháng cáo hành vi khủng bố trên. Đơn kháng cáo của tiểu đoàn cơ giới số 3 cho biết, đối với người chỉ huy tiểu đoàn của chúng tôi, một hành vi phạm tội đã xảy ra. Anh trai của chúng tôi đã bị giết một cách dã man và hèn hạ. Nhân dịp này, chúng tôi đã thu thập được chữ ký của các đồng chí trên 5 tờ. Xin hãy chú ý đến đơn kháng cáo liên quan đến việc vượt quá nhiệm vụ chính thức của Trung tá Shishky Vladimir Alexandrovich. Ông ta là chỉ huy của tiểu đoàn cơ giới số 3 thuộc Lữ đoàn Cơ giới hóa riêng biệt thứ 32, không truyền được niềm tin cho quân nhân, đe dọa bằng bạo lực và thể xác và sử dụng vũ lực đối với cấp dưới của mình. Ngay lập tức, quân đội lực lượng vũ trang Ukraine đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và trừng phạt chỉ huy tiểu đoàn của họ. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rằng các quân nhân Ukraine thường ghi lại các tin nhắn video. Họ phàn nàn về sự tàn bạo của các chỉ huy, những người buộc họ phải ra trận trong đau đớn vì bị bắn. Một số còn đe dọa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bằng một cuộc đảo chính vũ trang. Trong bối cảnh phương Tây cung cấp vũ khí khổng lồ và hỗ trợ quân sự cho Kiev, Ngoại trưởng Đức Anna Lena Paeper tuyên bố khả năng các nước thứ ba cung cấp vũ khí hoặc hàng hóa quân sự cho Nga tương đương với việc tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine. Theo đó, bà Paeper kêu gọi tất cả các nước trên thế giới không hỗ trợ hoạt động quân sự đặc biệt của Nga, và chắc chắn không phải bằng cách cung cấp vật liệu quân sự, vì hỗ trợ vũ khí cho cuộc chiến này có nghĩa là tham gia vào đó. Bà nói bên lề cuộc họp không chính thức các ngoại trưởng EU ở Thụy Điển, bài phát biểu được phát trên trang web của EC. Đồng thời, Ngoại trưởng nhấn mạnh các nước phương Tây sẽ tiếp tục cung cấp pháo và khí tài cho Ukraine, điều mà trước đó đã gây ra sự phản đối từ phía Nga. Bà tuyên bố NATO đang tham gia vào cuộc xung đột Ukraine. Theo Ngoại trưởng Paeper, phương Tây kiên quyết kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước chịu trách nhiệm tham gia các hội đồng quốc tế, đảm bảo hàng hóa quân sự và lưỡng dụng sẽ không còn được cung cấp cho Liên bang Nga. Bà bày tỏ, trong những tháng qua, chúng tôi không may buộc phải tuyên bố ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy một số quốc gia trên thế giới và có thể một số công ty từ các quốc gia này có thể thực hiện giao hàng quân sự, đặc biệt là trong bối cảnh hàng hóa lưỡng dụng. Là một phần của gói trừng phạt mới, EU sẽ xem xét những khả năng có thể diễn ra việc cung cấp như vậy, Ngoại trưởng cho biết. Đáng buồn là, không những không cắt đứt hoàn toàn đường với Nga, mà phương Tây thậm chí còn phụ thuộc vào Moscow phần nhiều. Đặc biệt là Mỹ, nhà báo Hoa Kỳ Anna Skinner nhận định Mỹ vẫn tiếp tục giao dịch với Nga trong lĩnh vực nguyên liệu thô quan trọng, thậm chí bỏ gần 1 tỷ đô la cho quá trình mua bán này. Hoa Kỳ đã dành rất nhiều nỗ lực để cố gắng làm suy yếu các nguồn lực của Nga. Washington và đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt được cho là sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Nga. Nhưng theo nhà báo Anna Skinner trong một bài viết đăng trên tờ Newsweek, trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, Mỹ vẫn tiếp tục giao dịch với Liên bang Nga khi mua lượng nhiên liệu hạt nhân trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ từ nước này. Nga vẫn đang bán nhiên liệu hạt nhân trị giá gần 1 tỷ đô la cho Mỹ, tác giả của bài phân tích lưu ý. Làm giàu uranium là một quy trình yêu cầu chuyên môn cao, chỉ có thể thực hiện được ở một số quốc gia, chẳng hạn như Nga. Các nhà máy sản xuất uranium làm giàu còn hiện diện ở Canada, Trung Quốc và Pháp, nhưng chính các doanh nghiệp Nga mới có cơ sở hạ tầng tốt nhất cho quy trình công nghệ phức tạp như vậy. Do vậy, Nga sản xuất nhiên liệu hạt nhân không chỉ cho nhu cầu bản thân mà còn để bán. Một trong những khách hàng chính là Hoa Kỳ, quốc gia chi khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm trong việc nhập khẩu nguyên liệu thô từ Nga. Mỹ có 93 lò phản ứng hạt nhân tạo ra 20% sản lượng điện quốc gia, trong đó có 25% nhiên liệu hạt nhân cần thiết để sản xuất ra loại năng lượng này đến từ tập đoàn Rostom của Nga. Người phụ trách chuyên môn của tờ Newsweek cho biết, như vậy, một mặt Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga và kêu gọi đồng minh làm điều tương tự. Mặt khác, họ vẫn chi gần 1 tỷ đô la Mỹ để mua nhiên liệu hạt nhân của Nga. Hành động này bị xem là một tiêu chuẩn kép. Nhận thức được thực tế và tầm ảnh hưởng của Điện Kremlin, EU hiểu rằng không phải tất cả các quốc gia đều sẵn sàng tham gia các biện pháp trừng phạt chống Nga. Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho biết trong cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng EU vào hôm qua, ngày thứ Sáu. Ông Schallenberg nói, chúng ta không nên chia thế giới ra hai màu đen trắng và kêu gọi mọi người tham gia các biện pháp trừng phạt. Chúng tôi biết rằng điều đó là không thực tế, nhưng có sự khác biệt giữa những người không tham gia các biện pháp trừng phạt và những người cố tình lách chúng. Ngoại trưởng Áo lưu ý, EU sắp đàm phán một gói hạn chế khác. Theo ý kiến của ông, EU phải có tùy chọn áp dụng các hạn chế thương mại đối với các nước thứ ba liên quan đến việc lách lệnh trừng phạt và giúp vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt từ châu Âu sang Nga. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có những cuộc thảo luận khó khăn về một số nước thứ ba trước mắt, nhà ngoại giao thừa nhận. Sau động thái Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh bắt Tổng thống Putin và Ủy viên Tổng thống phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova, Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết, Moscow sẽ sớm đưa vào danh sách truy nã các thẩm phán của ICC. Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự chống lại chủ tịch và 3 thẩm phán ICC vì vai trò của họ trong lệnh bắt Tổng thống Putin. Chúng tôi sẽ sớm đưa họ vào danh sách truy nã. IA Novosti dẫn lời ông Bastrykin nói tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg. Hôm 17 tháng 3, ICC đã ban hành lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Tổng thống phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ các khu vực của Ukraine sang Nga. Sau đó, hôm 20 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga quyết định khởi tố thẩm phán và công tố viên của ICC, cho rằng hành động của họ là cố tình phạm luật do không có cơ sở nào để quy kết Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm đối với cáo buộc trên. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc ICC nêu vấn đề bắt giữ Tổng thống Putin là không thể chấp nhận được. Moscow không công nhận thẩm quyền của tòa ICC và theo đó, bất kỳ quyết định nào đều vô hiệu đối với Nga về mặt pháp lý, ông Peskov nói. Antti Purci, người đứng đầu dịch vụ thông tin của Ban Thư ký Kinh tế Nhà nước Thụy Sĩ, đã chỉ trích kế hoạch của các nước phương Tây khi sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đặt tại đó để phục hồi Ukraine. Trước đó, có thông tin cho rằng chính phủ Bỉ đã đồng ý về gói viện trợ trị giá 92 triệu euro cho Ukraine. Gói viện trợ sẽ được thanh toán bằng số tiền thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga. Một nửa số tiền sẽ được chi cho vũ khí và nửa còn lại cho viện trợ nhân đạo. Đại diện Ủy ban châu Âu Christian Wagen khi đó bình luận, Liên minh châu Âu có quan điểm pháp lý rằng các tài sản của Nga bất động tại EU có thể được sử dụng để khôi phục lãnh thổ. Song song đó, trong nước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ông sẽ không cho phép phe đối lập công kích Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Ông nói điều này trong một bài phát biểu ở Istanbul hôm thứ Sáu, đề cập đến lãnh đạo phe đối lập Kemal Kılıçdaroğlu, người trước đây đã tuyên bố rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Kılıçdaroğlu phải thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi sẽ không cho phép ông ấy tấn công Putin, bởi vì ông ấy không biết nên ông ấy sẽ không hiểu thế nào là kiểm soát nhà nước, Erdogan nói. Tổng thống đương nhiệm đồng thời lưu ý mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga tốt hơn, phát triển và quan trọng hơn mối quan hệ nước này với Mỹ. Đơn giản, nếu nhìn vào khối lượng ngoại thương của chúng tôi với Nga thì nó lớn hơn so với Mỹ, đó là tình hình, ông Erdogan nói. Tiếp tục bản tin với các tin tức khác trên thế giới. Nhà Trắng cho biết chuyến đi của Tổng thống Joe Biden dự hội nghị thượng đỉnh G7 có thể vẫn diễn ra theo kế hoạch, mặc dù các cuộc đàm phán về vấn đề nợ của chính phủ Mỹ vẫn chưa có kết quả. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường đến thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào ngày 17 tháng 5 để dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Thông báo này cho thấy chuyến đi của ông Biden có thể vẫn diễn ra theo kế hoạch, mặc dù các cuộc đàm phán về vấn đề nợ của chính phủ Mỹ vẫn chưa có kết quả. Trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 5, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Biden khẳng định kế hoạch của ông đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7 không thay đổi. Cũng theo quan chức này, tại hội nghị, ông Biden sẽ thảo luận với những người đồng cấp G7 một loạt vấn đề toàn cầu cấp bách nhất, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Theo kế hoạch công bố trước đó, ông Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5. Tiếp đó, ông sẽ tới Papua New Guinea gặp gỡ các nhà lãnh đạo Diễn đàn Quốc đảo Thái Bình Dương trước khi tới Sydney, Australia tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ vào ngày 24 tháng 5 tới. Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có mặt tại bang chiến trường Georgia để bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử vào năm 2024. Reuters đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có buổi khởi động chiến dịch gây quỹ vận động tranh cử vào ngày 12 tháng 5 tại thành phố Atlanta, bang Georgia. khi chuyên cơ không lực 2 chở bà Harris hạ cánh xuống sân bay quốc tế Harford Russian. Phó Tổng thống Mỹ đã nhận được sự chào đón của đông đảo quan chức Đảng Dân Chủ, trong đó có Thượng nghị sĩ George Ossoff. Tại đây, bà Harris tham dự một buổi tiệc tối với sự tham dự của hàng trăm nhà tài trợ. Ngoài ra, một bữa tiệc riêng tư với quy mô nhỏ hơn cũng sẽ được tổ chức bởi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Theo Reuters, vào năm 2020, những nhà tài trợ giàu có đã quyên góp cho chiến dịch tranh cử của cặp đôi Biden-Harris khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Bang Georgia được đánh giá là một bang chiến trường trong nhiều cuộc bầu cử gần đây. Từng được đánh giá là một pháo đài bất khả xâm phạm của Đảng Cộng hòa, những năm qua, bang Georgia đã dần chuyển sang ủng hộ Đảng Dân Chủ do làn sóng dịch chuyển nơi cư trú của những người trẻ, phụ nữ và người da màu. Trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh bại người tiền nhiệm Donald Trump tại bang này với khoảng cách rất xít sao. Sự kiện gây quỹ tranh cử của bà Harris diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Joe Biden có buổi gặp mặt với các nhà tài trợ giàu có tại thành phố New York. Tại đây, ông Biden đã giải đáp lo ngại của những nhà tài trợ về tuổi tác của ông, đồng thời cảnh báo cuộc bầu cử vào năm 2024 sẽ rất khó khăn. Wall Street Journal cho biết, các công ty phương Tây đang tuyệt vọng tìm kiếm một phương án dự phòng cho công xưởng của thế giới, Trung Quốc. Người ta gọi phương án này là China's Plus One, Trung Quốc cộng 1. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đang nỗ lực để trở thành đáp án cho bài toán của các công ty phương Tây nói trên. Tờ Wall Street Journal nhận định, chỉ Ấn Độ mới có lực lượng lao động và thị trường nội địa có quy mô tương đương với Trung Quốc. Theo Liên Hợp Quốc, vào tháng 4 vừa qua, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Cùng với đó, các chính phủ phương Tây coi Ấn Độ là đối tác tiềm năng và chính phủ Ấn Độ cũng đã nỗ lực để tạo môi trường kinh doanh thân thiện hơn so với trước đây. Các dấu hiệu cho thấy Ấn Độ đang thay đổi để có thể được quan sát từ các khu công nghiệp rộng lớn ở Sriperumbudur, một thành phố ở bang miền Nam Tamil Nadu. Các nhà sản xuất nước ngoài ở đây từ lâu đã sản xuất ô tô và các thiết bị cho thị trường Ấn Độ. Và hiện, một số tập đoàn đa quốc gia sản xuất từ tấm pin năng lượng mặt trời, tua bin gió, đồ chơi, giày dép cũng đang tìm kiếm giải pháp thay thế Trung Quốc. Nhiều quốc gia cũng đang cạnh tranh vị trí công xưởng thế giới của Trung Quốc. Tuy nhiên, Wall Street Journal nhận định, Ấn Độ sau nhiều thập kỷ đối phó với những vấn đề lao động chưa có kỹ năng, cơ sở hạ tầng kém phát triển và môi trường kinh doanh thiếu thân thiện, hiện đã đạt được nhiều tiến bộ. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, xuất khẩu hàng chế tạo của New Delhi chỉ bằng 1/10 của Bắc Kinh vào năm 2021, nhưng đã vượt qua tất cả các thị trường mới nổi khác. Trong chuyến thăm tới Ấn Độ hồi tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Mỹ đang tăng cường hội nhập với các đối tác thương mại đáng tin cậy, trong đó có Ấn Độ. Về phía mình, Trung Quốc đã tổ chức cuộc diễn tập chung với Lào khai mạc vào hôm 11 tháng 5 nhằm nâng cao khả năng phối hợp chống lại các nhóm tội phạm vũ trang xuyên quốc gia. Theo Tân Hoa, cuộc diễn tập có tên gọi Lá Chắn Hữu Nghị 2023 đã khai mạc hôm 11 tháng 5 tại Học viện Quân sự Komadam ở Lào và dự kiến kéo dài đến ngày 28 tháng 5. Hơn 900 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập tại Lào và sử dụng nhiều loại vũ khí. Trung Quốc đã đưa hơn 300 thiết bị tới Lào để tham gia diễn tập, bao gồm các phương tiện tấn công, thiết bị rà phá bom mìn và xử lý chất nổ. Trong cuộc diễn tập, quân đội Trung Quốc và Lào sẽ mô phỏng chiến dịch chống lại các hoạt động phi pháp của các nhóm tội phạm vũ trang xuyên quốc gia ở các khu vực rừng núi. Trung Quốc và Lào đã tiến hành cuộc diễn tập nhân đạo chung vào tháng 7 năm ngoái với kịch bản mô phỏng các nhiệm vụ cứu hộ quân sự trên một đoàn tàu với trang thiết bị ứng phó đại dịch. Trước đó, Trung Quốc và Lào đã ký một tuyên bố chung nhằm cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng cũng như hợp tác trong các cuộc diễn tập và huấn luyện quân sự. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.